ba gian, cái này mình tính ba gian thôi, ba gian cái trái này thì gần như là không tính bởi đó. vì là nó không phải là cái phần chính của nhà, Đúng rồi. mà cái trái này là mình làm thêm thôi. Đấy, ba gian bốn vì kẻ truyền, ba gian bốn vì kẻ truyền, cột cái là cao 4m45, đấy, cột 4m45 em vừa đo rồi, 4m45 mà cái cột này là vanh 101 thoải mái đúng không? 115. Đấy, thì cái này là cột đã phải đường kính đã phải 35 36 rồi anh ạ. Mà cái này là sến đây này, đúng không? Tàu tàu tàu, cái này tàu. Sến với tàu. Chắc nhỉ. Cái cây này là do ngày xưa là ngâm này, ngâm nên nó không đều màu này. Chỗ nào mà áp bùn là nó đen. Ừ, đấy, áp bùn là nó đen, còn nước thì là nó xám xám. Đầu tiên em nhìn qua em tưởng rác nhưng mà đúng là không phải thật. Thì nó toàn lõi hết mà, lõi toàn chạy. lõi hết. Ừ. Ai chả gớm nhỉ, to thật. Ba gian Em nhìn bốn cái vì. này đục kỳ công, Ừ. này anh đục rất kỳ công. 20 cột đúng không? Ba gian bốn vì 20 cột. 20 cột. 20 cột này. Đúng luôn mà. 20 Hai cột đúng 20 không? cột, đủ hàng cột luôn. Hai vì thuận là con chồng. To nhỉ. Ba gian to. Lòng là lòng nếu mà tính hết cả cái hiên này là 8 8 mét mét, đấy. 8 mét. 8 mét đấy, Đúng 8 đúng mét. rồi. Đúng 8 mét đấy. Đây này, cái cột này sờ vào nhiều nó bóng loáng lên thế này này. Cái này anh ôm ôm gần như là chặt luôn mà. Chặt luôn đúng không? Ừ, cái này đã đường kính hơn 30 rồi còn gì nữa. Cái nhà này đấy. Ừ. Cái nhà này cứ dựng trống như này thôi. Nhưng mà đây là chả qua nó nhiều đồ quá. Nếu mà dựng trống như này thì rất rất đẹp đấy. Ba gian dựng trống như này rất đẹp, hoặc là quay lại dựng ở như này cũng được. Nếu mà không giải tỏa vào đến đây không có bán. Đúng rồi. Ngoài tiếp tiếp là nhà trong trong diện giải tỏa đúng không? Dui trồng luôn, bốn vì kẻ truyền. Bốn vì kẻ truyền có đục nhá. Đúng rồi. Đấy, quái giang đây này. Nhà này thì là hơi tối, mọi người xem thì thông cảm. Nhà hơi tối một tí. Khung gọng chính, cột hoành xà, à cột xà quái giang là sến với táu. Còn cái hoành ở trên này thì không biết nó là gỗ gì, thực tế là cũng là ria, chủ yếu là ria rồi. Chủ yếu là re đúng không? Ria rồi. Re rồi. Hoành dui. Hoành dui là re rồi. Cột to lắm, cột hiên đã vành 90. Đấy. Cột hiên đã đường kính 30. Nhà đẹp. Đấy, nhà rất đẹp luôn. Xem. Cột to. Một chiều 8 mét này. Chiều sâu từ trước lại sau là 8 mét. Còn cái chiều tim cột theo bên này thì là gần 9 mét. Hiện tại là nhà nó đang vuông. Đấy. Thì về về anh em có thể làm thêm hai cái trái. Cái này nó có một trái rồi. Đấy, nhưng mà cái trái thì nó làm đơn giản thôi. Đây này. Đấy, mọi người nhìn đây. Cái trái thì làm đơn giản thôi. Thì về có thể làm thêm một cái trái nữa như này ra cũng được. Đấy. Hoặc là nếu mà dựng ba gian thì cái trái này làm mặt trước để bán hàng. Trái này là làm ra mặt tiền để bán hàng. Còn chủ yếu vẫn là ba gian này thôi. Đấy, ba gian chính này. Xin táo to nhỉ. Vào rộng. Rộng dã man. To thật. Mà gì giá là tương đối êm. Bởi vì là cũng đang cần bán. Cột đường kính 35. Sến 16. Thợ này ngày xưa đục đẹp đấy anh nhá. Thợ này đục đẹp đấy. Ừ. Thợ hoàng hóa đục đấy không đơn giản đâu. Đây này. Thợ quê liền, đưa thợ quê. Đúng rồi, đây này cái phần này đục của nó là đục đẹp đấy. Gốc hoàng hóa luôn. Gốc hoàng hóa định cư đây. À thế ạ. Lên đây. To nhỉ, bộ này ưng thật nhỉ. Cột này. Cứng như sắt thế này. Dạ. Yeah. Có dui trồng nên là có dui trồng nên là nó rất là mát. Nó lợp ngói gì nhỉ? Mới thường. À lợp ngói móc thôi đúng không? Mới được khách đây lấy hôm nay chuẩn bộ. Đúng rồi. Đẹp đấy.